Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, vào chiều tối qua thì trái cây của Việt Nam đã được thông quan trở lại qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai. Phóng viên Trung Kiên có mặt tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành sẽ thông tin chi tiết về tình hình xuất nhập khẩu tại đây. Sau gần 2 ngày tạm dừng thông quan, đến tối ngày 5 tháng 7, hoạt động xuất nhập khẩu đã được nối lại qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Mặc dù vậy, nhưng tốc độ thông quan vẫn còn rất là hạn chế. Một phần là bởi Trung Quốc đang siết chặt cái quy trình phòng chống dịch đối với hàng nông sản, một phần là vì thiếu lái xe trung chuyển. Về phía tỉnh Lào Cai tạo điều kiện tốt nhất để trái cây được mở tờ khai và thông quan sớm nhất để không bị hư hỏng. Tính từ ngày 27 tháng 6 đến nay đã có gần 3.500 tấn trái cây được xuất sang Trung Quốc, trong đó có khoảng gần 2.500 tấn vải thiều. Sau khi xuất sang tới hạ khẩu, quả vải chỉ mất thời gian tối đa là 48 giờ để thực hiện quy trình phòng chống dịch. Dự kiến trong thời gian tới khi hai bên thống nhất được cái phương án xuất nhập khẩu, tỉnh Lào Cai sẽ cho lắp đặt máy PCI ngay tại khu vực cửa khẩu để phun khử khuẩn hàng hóa trước khi xuất khẩu. Điều này được hứa hẹn là đẩy nhanh được tốc độ thông quan đối với mặt hàng trái cây của Việt Nam, nhất là đối với quả vải thiều.